Nhắc đến game quảng cáo lão, dĩ nhiên chúng ta phải nói đến con game Hero World này đầu tiên. Ra mắt năm 2017, Hero World là tựa game đầu tay và cũng là thành công nhất của hãng Nexter từ trước đến nay. Có mặt tại hơn 100 quốc gia với hơn 36 triệu lượt tải về chỉ trong năm 2020. Cái trò quảng cáo bố láo này lại do thằng Hero World đầu têu đấy anh em ạ. Nói cách khác, Hero World chính là tựa game đầu tiên trong lịch sử nghĩ ra hình thức quảng cáo lừa tình này. Nó chính là ông tổ của cái thể loại quảng cáo treo đầu dê, bán thịt chó. Tất cả những quảng cáo game láo hiện tại đều là học tập theo Hero World cả. Đặc biệt là cái game Homescape nha. Hai con game này chính là những kẻ đã khởi đầu cho kỷ nguyên của những quảng cáo xạo lìn tràn lan trên YouTube. Những quảng cáo game của Hero World này nó nhức nách ở chỗ là đánh vào trí thông minh của người xem. Khi đưa ra một câu đố hết sức đơn giản mà ứ hiểu sao cái quảng cáo lại chơi ngu đến như thế, kiểu tức quá phải tải về chơi ấy. Vậy là khi tải về chơi thì Hero World nó như nào? Ngay từ những giây phút đầu tiên khi chơi Hero World, điều đầu tiên đập vào mắt tôi, đây ứ phải là game giải đấu anh em ạ. Anh em thực sự không thể nào biết được gameplay của Hero World sẽ như thế nào nếu chỉ xem quảng cáo.